Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh, Những cái ngu không cần dạy. Có lẽ lớn lên chẳng ai không được nghe kể những câu chuyện hài hước có tính giáo dục rất cao về những chàng thanh niên đi làm rễ, ngồi khen nhà ông bố vợ sẽ nổ kêu rất to nếu bị cháy. Chẳng ai không được căn dặn đừng trao lược cho nhà sư. Hoặc đơn giản nhất là những ông bố bà mẹ vẫn dặn con cái đừng mang tâm cho khách khi đang ăn dở bữa cơm. Thế nhưng, những nguyên tắc cơ bản thông thường tưởng rằng ai cũng biết ấy nhiều khi rất oái oăm là nhiều chính khách Việt Nam, nhiều người có chức có quyền quan trọng trong bộ máy chính trị cũng không hiểu được, hoặc nói cách khác là tầm mức văn hóa của họ chưa đến mức được giáo dục những điều đơn giản ấy. Chỉ xin điểm một vài sự việc nho nhỏ để nói đến tầm, đến mức độ hiểu biết của quan chức Cộng sản Việt Nam ra sao. Chuyện vào nhà người treo cổ gạ bán dây thừng. Vào tháng 7 năm 2014, Phạm Quang Nghị đột nhiên nhảy sang Hoa Kỳ, một chuyến đi làm nhiều người ngạc nhiên khi mà chính trường Việt Nam đang trộn rộn bởi những cuộc đấu đá nội bộ chuẩn bị cho cái gọi là Đại hội Đảng. Khi đó, Phạm Quang Nghị đang trong vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đã có một thời được coi là ứng cử viên vào chân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ngôi vua của chế độ Cộng sản. Thế nhưng, sự kiện cướp đất tôn giáo tại Thái Hà và Tòa Tổng giám mục Hà Nội để chia chác lẫn nhau đã bị giáo dân nhân dân không chỉ ở thủ đô mà ở cả nước phản đối, vạch trần trước quốc tế bộ mặt của nhà cầm quyền Hà Nội, nên Nghị đã thất bại. Kế theo đó, câu chuyện Nghị và đồng bọn cắt xén câu nói của Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt để đánh hội đồng ngài đã được dư luận cho là nguyên nhân để sau đó Nghị bị quả báo khi mở miệng nói về vụ lụt lội bất thường làm chết hàng chục người cuối năm 2008. Câu nói của Nghị là, tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm, cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, chờ hỗ trợ cái kia chứ không có đem hết sức ra mà tự làm. Cái câu nói này đã làm tràn ly nước phẫn nộ trong lòng dân vốn đã chất chứa từ lâu, cũng đã chính thức khép lại con đường đấu đá tranh giành trong đảng, bởi các bè phái khác trong đảng đâu có dễ để cho Nghị được bỏ qua. Thế nên chuyến đi của Phạm Quang Nghị sang Mỹ được cho là một chuyến đi lạ. Mặt khác, Nghị sang Mỹ không với tư cách bí thư Thành ủy Hà Nội hoặc khách du lịch tham quan bọn tư bản dãy chết, mà Nghị còn gặp cả Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, gặp gỡ các nghị sĩ Hoa Kỳ. Chúng tôi đã có bài viết ngay thời điểm đó là Phạm Quang Nghị sang Mỹ để làm gì? Điều người ta ngạc nhiên hơn đó là Phạm Quang Nghị đã trao tặng thượng nghị sĩ John McCain bức ảnh chụp bia chứng tích bên Hồ Trúc Bạch khi gặp nghị sĩ này. Thượng nghị sĩ McCain là nhân vật nổi tiếng. Ông nội và cha của ông đều là đô đốc hải quân 4 sao, ngang cấp đại tướng. Ông bị bắt khi ném bom nhà máy điện Hà Nội, bị bắn, nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch, bị thương nặng, bị giam từ tháng 10 năm 1967 đến đầu năm 1973. Lúc ấy, ông là thiếu tá hải quân, 31 tuổi. Chi tiết về cuộc gặp và món quà tặng này đã làm cho thiên hạ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lẽ nào Phạm Quang Nghị đã không hiểu rằng đó là cái việc ngu xuẩn nhất trong giao tiếp, rằng đó là hành động vào nhà có người treo cổ để gạ bán dây thừng? Dư luận phản ứng rầm rĩ về cái hành động ngu xuẩn này trong giao tiếp, nhất là giao tiếp quốc tế mà đó lại là một ủy viên Bộ Chính trị. Dư luận chỉ rõ cho Nghị rằng điều này là một sự sỉ nhục một nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiều công lao với chế độ Việt Nam và là ân nhân của Việt Nam trong việc khôi phục mối quan hệ với Hoa Kỳ. Dư luận phẫn nộ và phản ứng với hành động vô ý thức và phản ngoại giao này của Phạm Quang Nghị. Hơn một tháng sau, Nghị phải lên báo chí để thanh minh thanh nga về vụ việc với sự giải thích lố bịch rằng đó là do có lần nghe lõm rằng ngài nghị sĩ nói thích cái bia kỷ niệm ấy. Người ta lại thêm một lần nữa ngạc nhiên với cái tầm mức hiểu biết của Phạm Quang Nghị. Chẳng lẽ Nghị không hiểu rằng với phong cách ngoại giao quốc tế, khi bị đặt vào tình thế một thằng ngu nó nhục mạ mình, chẳng lẽ lại chửi toáng lên thay vì gượng cười nói vài câu vuốt đuôi để xóa đi cái ngu dốt của đối phương? Khốn khổ cho ông nghị sĩ McCain đã không hiểu rằng cái đối tác này là đối tác ngu không thuốc chữa nên không hiểu được ngôn ngữ ngoại giao. Tưởng rằng đó là bài học cho đám quan chức Việt Nam chú ý để bớt đi cái sự ngu dại trong quan hệ quốc tế, bởi quan hệ quốc tế không giống như ở trong nội bộ đảng với nhau, có điều kiện là lập tức đâm nhát dao chí mạng sau lưng đồng chí.
Thế nhưng không, vào tháng 10 năm 2017, Nguyễn Chí Vịnh, trong vai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sang Hoa Kỳ để dự cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ với một số thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng bảo vệ vùng ven biển Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, diễn tập chung. Phía Mỹ giúp cho Việt Nam tẩy trừ chất dioxin ở quanh sân bay Biên Hòa, tiếp theo việc hoàn thành việc tẩy trừ quanh sân bay Đà Nẵng. Với một sứ mệnh nặng nề như vậy, lẽ ra Nguyễn Chí Vịnh phải có những cử chỉ hành động đẹp, thể hiện mình là người văn minh lịch sự và xứng đáng để cường quốc Hoa Kỳ hợp tác giúp đỡ. Thế mà, trong cuộc gặp gỡ này, Nguyễn Chí Vịnh đã trao cho Thượng nghị sĩ John McCain, là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Hoa Kỳ, một thứ mà phía Việt Nam gọi là món quà quý. Đó là một tập tài liệu đã ngả màu vàng xám, bao gồm một số lá thư riêng của gia đình bố mẹ, vợ con, bạn bè ông McCain gửi cho ông trong gần 5 năm rưỡi ông bị cầm tù trong trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Có lẽ không cần phải là ông thượng nghị sĩ của một đất nước văn minh, nơi coi việc chiếm giữ thư tín là một trọng tội, mà người bình thường thôi cũng sẽ phẫn nộ và bất bình biết bao nhiêu với hành động ngang nhiên chiếm đoạt và xâm phạm thư tín công khai trên môi trường quốc tế và giữ nó hơn nửa thế kỷ. Nhất là với thái độ ngu dại như Nguyễn Chí Vịnh đang làm trong trường hợp này ở tầm mức quốc gia. Điều đó không chỉ vả vào mồm những cái điều mà lãnh đạo Việt Nam luôn léo léo rằng ở Việt Nam quyền con người được tôn trọng, mà thể hiện rõ tại Việt Nam chính sách khủng bố cá nhân bất chấp các nguyên tắc sơ đẳng của một xã hội văn minh là chuyện bình thường. Chắc không cần bàn thêm nhiều hơn, bởi ai cũng biết với vai trò của một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ở đây, hành động của Nguyễn Chí Vịnh thể hiện điều gì? Đó là sự tự giới thiệu một cách xuất sắc nhất, đơn giản nhất về bản tính rừng rú của chế độ Cộng sản tại Việt Nam hiện nay. Tưởng rằng cũng chỉ đến bài học đó thì Việt Nam sẽ rút được nhiều kinh nghiệm hơn. Nào ngờ, sợi dây kinh nghiệm mà nhà cầm quyền Việt Nam cứ rút hoài không hết lại tiếp tục. Cô Hoa hậu lắm điều tiếng ở Việt Nam. Phong trào thi Hoa hậu, Hoa khôi, người đẹp. Có một thời được các địa phương khắp nơi tưng bừng tổ chức thi nhau mở hội nở rộ khắp các cấp các ngành. Mục đích thì nhiều nhưng quy tụ lại thì vẫn là cái chính sách của đảng đã uốn dẻo cho phù hợp với từng thời kỳ. Nếu như trước đây, cái đẹp được coi là tiểu tư sản, là xa lạ với quần chúng lao động nghèo khổ, là xa rời giai cấp cần lao, thì cũng như việc đảng quan niệm thuê nhân công là người bóc lột người và cấm các đảng viên có hành động đó. Nhưng khi đảng cần làm giàu để giữ đảng viên, thì đảng chỉ sửa lại, sức lao động cũng là hàng hóa, và thế là đảng viên tha hồ thuê mướn nhân công, tha hồ bóc lột người. Ở đây, cái đẹp cũng là hàng hóa nên không khai thác vốn quý là một sự lãng phí. Đã chẳng có những người đẹp, những hoa hậu bán dâm với giá mấy chục ngàn đô la một đêm đó sao? Đã chẳng có biết bao nhiêu cô gái cố gắng hối lộ bằng mọi cách, không chỉ tiền bạc mà cả thân xác, mong được xướng tên trong các cuộc thi sắc đẹp đó sao? Bởi chỉ có như thế thì mới có thể mon men đến cửa đại gia, mới có thể đổi đời dù phải lấy lỗ làm lãi, hoặc mới có đối tác để có những bản hợp đồng tình dục với cái giá hàng chục tỷ đồng. Chung quy lại thì mục đích vẫn là vật chất có trước. Bởi vậy nhiều cô hoa hậu được chọn ra rồi khốn khổ dân tình lại suốt ngày phải đinh tai nhức óc với những scandal, với những điều tiếng từ nơi họ. Điều mà người ta hay soi nhất ở các cô hoa hậu không chỉ là sắc đẹp, mà nhiều khi là sự giáo dục và trí tuệ. Điều mà nhiều khi người ta thấy đã nản mà giải thích rằng không cứ là sắc đẹp đồng nghĩa với trí tuệ và giáo dục đâu. Cô hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên đại học, đoạt vương miện và kịp thời gây điều tiếng ngay khi vừa đăng quang và về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chễm chệ và mấy ông thầy hiệu trưởng đứng lom khom, cóm róm trước một cô học trò của mình đã làm nổi sóng dư luận xã hội. Rằng chỉ là thời thế thay đổi, cái lúc mà bố phải khúm núm cúi chào con mình, thầy phải lóm cóm run rẩy trước học trò chỉ vì nó đẹp. Quả là xã hội đã và đang loạn. Thế rồi hôm nay, cô ta đi thi Hoa hậu Thế giới tại vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại đó, cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng luôn với bài hát Cô gái vót chông trong phần dự thi của mình. Còn gì ngạo nghễ hơn khi người đẹp đại diện Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ, cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng mỗi mũi trông nhọn sắc căm thù, xin thay quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy. Và
Ê, quân xâm lăng gian ác, bay muốn vào, mũi trông sẵn sàng đây, chờ bọn bay, diệt bọn bay. Còn gì tự hào hơn khi một cô bé mới nức mắt đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Hoa Kỳ được coi là hùng mạnh. Có lẽ nghe những lời này, ban tuyên giáo và hàng ngũ dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên đỉnh cao. Thế nhưng điều cô ta không biết là chính tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia lại là những người tử tế nhất với Việt Nam và đã đang cho Việt Nam hàng tỷ đô la, hàng chục triệu liều vaccine chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào như các anh bạn vàng quan thầy của đảng gửi có mấy liều thuốc mà dân ta từ chối cũng đi kèm với đủ thứ điều kiện của chúng. Và điều rất có thể là để cô ta được sang đất Mỹ dự thi, chính cô ta cũng phải nhờ mấy mũi vaccine chích ngừa từ bọn đế quốc tư bản mà cô đang chờ ôm những cái mũi trông nhọn sắc căm thù để mà chờ bọn bay, diệt bọn bay. Điều cô ta không biết là ông chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều đều xin viện trợ vaccine từ bọn đế quốc ấy. Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của nhà nước răng chửi thì cứ chửi mà tiền thì cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ thế lực thù địch. Thì đó là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ lâu. Tạm kết, nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi lẽ nào cha ông đã nói rằng nó lú thì có chú nó khôn mà sao lại để xảy ra nông nổi này? Lẽ nào lại để xảy ra cái việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của đảng, của chính phủ, của chủ tịch nước và ngay cả ông thủ tướng đồng hương của cô ta đã và đang ngày đêm tìm mọi cách để ngoại giao vaccine, nghĩa là ngoại giao vác rá đi xin. Theo cái định nghĩa của dân gian chúng ta ấy, lẽ nào một sinh viên, một cô hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam không chỉ là sắc đẹp mà cả trí tuệ lại có thể làm một cái việc ngu dốt rằng chạy đến nhà ân nhân cứu bố mẹ chúng để chửi vào mặt cả họ hàng hăng hốc nhà người ta để cho thỏa cái sự ngạo nghễ à? Sẽ không ai hiểu được điều đó nếu họ không biết được điều này. Chẳng ai có thể ngăn cản những việc làm ngu dại của nó và cả những đứa như nó ở đất nước này. Bởi vì ngay cả những kẻ đẻ ra nó, những kẻ không chỉ vai chú của nó chưa kịp khôn đã đành, mà cả những kẻ đang lãnh đạo cái đảng tự cho là anh minh nhất, là trí tuệ, là văn minh, là khoa học, là đạo đức nhất của nó, thì vẫn cứ ngu dại như thường. Hành động vào nhà có người treo cổ để gạ bán dây thừng vẫn đang được các lãnh đạo sử dụng hàng ngày, thì trách chi một con bé đang được đào tạo, đào luyện trong cái lò của đảng. Ở đó có nhiều cái ngu, không cần dạy thì nó vẫn cứ phát triển đều đều à. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.